mưu sinh là cụm từ rất phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này. Vậy giáo sư có thể giải thích cho khán giả được biết mưu sinh là tình trạng như thế nào và thực trạng mắc bệnh hiện nay ra sao? Câu hỏi này tôi có thể nói rằng là đúng. Mọi người bây giờ chỉ hiểu cái chung chung, nhưng thực chất dân gian có một câu lại là hơi ghép hai cái cụm từ vào là vô sinh hiếm muộn. Đấy, thế thì tôi xin nói, chính như đồng chí MC vừa nói đấy, vô sinh rõ ràng là như thế, còn hiếm muộn thì lại không phải là vô sinh. Hiếm tức là có khi các cụ đẻ đến 4-5 con vẫn cứ trời cho cháu hiếm lắm, có chỉ được 4 đứa. Đấy, dân tộc Việt Nam như thế. Muộn thì tức là sẽ đẻ, mà do hai nguyên nhân, lấy chồng muộn hoặc là lấy vợ muộn. Đấy, thế và có con muộn sau tuổi 30-35. Thế chính vì thế mà cái từ hiếm muộn nó không thực chính xác, mà đáng nhẽ ra phải hiểu vô sinh thôi như MC đưa. Nhưng vì cái hiếm muộn là thế này, con lên đến 7-8 tuổi vẫn muốn đứa thứ hai 3-4 năm rồi mà vẫn chưa được. Đấy, thế nó trở thành vô sinh hai rồi. Cho nên từ chỗ này tôi mới xin trả lời một cách tóm tắt thế này. Vô sinh là gì? Như MC đã yêu cầu tôi nói đó, thì chúng ta hiểu là một cặp vợ chồng sau khi lấy nhau, tức là sau khi cưới đấy, chính thức là vợ chồng đấy. Đấy, ở cùng nhau và có tần suất giao hợp đấy, tức là vợ chồng gặp nhau đấy 2-3 lần trong một tuần, không dùng biện pháp tránh thai nào, mà suốt trong 12 tháng tức là một năm mà chưa có thai lần nào, thì đấy gọi là vô sinh. Nhớ cho tôi là không dùng biện pháp tránh thai. Biện pháp tránh thai trong đó có ví dụ anh chồng xuất tinh thì lại chưa muốn đẻ ngay, chẳng hạn rút luôn ra, phóng tinh ra ngoài. Vậy thì là phương pháp tránh thai là xuất tinh ngoài âm đạo. Thế tôi chưa kể là chị vợ chẳng hạn lại chưa muốn uống viên tránh thai. Đấy, mà lại dùng viên tránh thai khẩn cấp nữa để cho tác dụng nó chính xác thì đều không được. Cho nên mới có một cái câu là đảm bảo tần suất giao hợp. Đấy, ít là 2, còn thông thường là phải 3 lần trở lên trong một tuần và không dùng biện pháp tránh thai nào trong 12 tháng mà chưa có thai. Mà tôi đã nói lúc đầu đó, vào trong một tuần mà 3 lần, vậy thì một tháng có 4 tuần, ít nhất một tháng phải có từ 12-15 lần giao hợp đấy mà chưa có thai, thì đấy gọi là vô sinh. Thì trong vô sinh như thế nó lại chia làm hai loại. Một cái loại vô sinh một như tôi vừa nói, tức là chưa có thai lần nào. Còn cái loại thứ hai là vô sinh hai, tức là vợ chồng đã có một đứa con rồi, nhưng mà đến khi tránh thai thì biện pháp như thế nào tôi không biết, nhưng mà đời sống lao động làm việc này, dùng biện pháp tránh thai không đúng chỉ định này, tôi chưa kể là bị những cái sang chấn, những cái tai nạn khác có thể xảy ra cho cơ quan sinh dục hoặc là cho yếu tố tinh thần, tình cảm, rồi vấn đề nội tiết thay đổi về thể chất của cơ thể bên vợ hoặc bên chồng hoặc cả. Thì những yếu tố ấy, con đến 3 tuổi, chúng ta nói là từ 3-5 năm thì sinh con thứ hai là đẹp, đỡ khổ cho người vợ, và đứa trẻ thứ nhất nó không thiệt, được bú mẹ ít nhất là 20 tháng đến 54 tháng. Thế thì bây giờ đã đẻ sớm quá thì khổ cho cả hai đứa trẻ là khác, mà khổ nhất thì là bà mẹ. Thì tôi nói là ông chồng cũng khổ. Đấy thì chúng ta quy định luật sinh sản của chúng ta đấy, chúng ta không gọi là luật nhưng mà chính là chương trình kế hoạch hóa gia đình. Đấy, từ 3-5 năm sau đẻ đứa thứ hai. Thế nhưng khổ thay là 2 năm thôi mà cũng thực hiện như trước mà không chửi nữa. Chứ chửi nói là 3 năm hoặc là con nuôi 5 năm thật, không có thai lại nữa. Lúc bây giờ mà lại cũng phải sau 1 năm tức là bắt đầu không tránh thai nữa, xuất tinh ở trong ở nơi, tần suất vẫn đủ 2-3 lần một tuần. Đấy, sức khỏe cũng như thế, chồng không nghiện rượu, đấy, ví dụ thế, không làm những cái việc ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục của người chồng, vẫn xuất tinh đều đặn như thế, vợ kinh nguyệt vẫn đều, nhưng mà vòng kinh có phóng loãng hay không thì lại không được theo dõi. Ví dụ dùng thuốc sai chỉ định mà những cái thuốc lại gây ảnh hưởng đến buồng trứng, thế thì kinh nguyệt vẫn đều nhưng mà không có phóng loãng. Chúng ta dịch ra là rụng trứng, ovulation, đấy, là phóng loạn, bởi vì đấy chỉ là giao tử cái thôi,
chứ không gọi là trứng được. Còn cái rau thử cây ấy, vợ chồng giao hợp và tinh trùng chung vào trong cái nõn ấy thụ thai, đấy mới trở thành trứng. Và trứng bây giờ mới phân chia và bắt đầu vào trong buồng tử cung, từ vòi tử cung đi vào tử cung để làm tổ và thành đứa trẻ. Cho nên là nõn là rau thử cây của vợ. Bây giờ vòng kinh không có phòng nõn, không có dụng trứng thì thụ thai rồi. Hoặc là anh chồng tinh trùng không đủ số lượng của một lần xuất tinh. Ví dụ xuất tinh được có 1 ml thì đã ít rồi về khối lượng, nhưng mà đến xuất tinh đến 3 ml rồi, nhân lên không đủ số lượng tinh trùng trên 40 triệu một lần xuất tinh thì cũng không được. Tôi chưa kể là do uống rượu, do dùng thuốc, hình dáng kích thước tinh trùng lại thay đổi biến dạng, cụt đầu cụt đuôi, đầu to đầu nhỏ, rồi không có cổ hoặc là đuôi ngắn, đều ảnh hưởng đến hình dáng tinh trùng. Tất cả những cái đó đều có thể đưa đến vô sinh nhai. Nghĩa là nếu sau thời gian tránh thai và muốn có thai lại mà sau 12 tháng không tránh thai nữa lại không có thai, đấy là vô sinh hai. Như vậy chúng ta phải nhớ nhé, là có vô sinh 1 và vô sinh 2. Thế thì xin trả lời nhân sinh như thế. Vâng, cảm ơn giáo sư ạ.